đầu sử, diễn viên Minh Thư. Minh Thư có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Minh Thư, sinh vào ngày 22 tháng 2 năm 1976 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, diễn viên múa, ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng người Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua vai diễn Hạnh trong bộ phim Gái Nhảy nổi tiếng và đình đám một thời. Từ nhỏ, cô đã có biểu lộ thiên hướng nghệ thuật. Năm 10 tuổi, cô từng đoạt giải nhì tiết mục múa Em Bé Giải Phóng Quân tại Hội Diễn Văn Nghệ Thiếu Nhi thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1992, cô là một trong 11 diễn viên múa tiêu chuẩn trúng tuyển vào Vũ đoàn Kim Quỳ. Năm 1995, cô trúng giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh tại Văn Thánh với tiêu phẩm kết hợp múa Tiếng Chảy Trên Sóc Bom Bò. Cô được mời đóng vai chính trong bộ phim Chân Trời Nơi Ấy. Tuy nhiên, không mấy gây được ấn tượng cho khán giả, khởi đầu sự nghiệp điện ảnh của cô liên tiếp hơn 10 bộ phim sau đó đều mờ nhạt. Cô chuyển hướng sang trình diễn thời trang cùng với hai người bạn là Huyền Trang và Nenita, thành lập nhóm Tam Sắc Màu để hàng đêm đi hát tại các tụ điểm. Tuy nhiên, sau 3 năm hoạt động, cô quyết định tách hẳn khỏi nhóm với lý do: tôi không có thời gian để lo cho nhóm và không muốn bị lệ thuộc. Nhóm đã thành lập được 3 năm rồi mà chẳng đi đến đâu. Trở lại với điện ảnh, cô bắt đầu gây được sự chú ý với vai Hòa, một nhân vật nữ sắc sảo và đầy mưu mô trong bộ phim truyền hình Blue Trắng. Sau đó, cô mới thực sự biết đến vai Hạnh, một cô gái sành sỏi nhưng cũng thật đáng thương trong bộ phim Gái Nhảy. Diễn xuất của cô, bộ phim được đánh giá tuy đôi chỗ còn hơi cứng nhưng cũng đã chứng tỏ được sự tiến bộ so với lần trước. Về đời tư, cô đã từng có 2 lần dự định kết hôn nhưng không thành công. Hiện nay, cô vẫn sống độc thân với một con gái riêng. Về những bộ phim mà cô đã tham gia: Blue Trắng trong vai Hòa, Gái Nhảy trong vai Hạnh, Ghen, Sư Phụ Hoạn Thư trong vai Nam, Thời Vi Tính, Lọ Lem Hè Phố, Lấy Vợ Sài Gòn, Chuông Reo Là Bắn, Sau Anh Hào Quang, Bí Mật Chôn Vùi, Quý Cô Tuổi Dần, Anh Em Nhà Bác Sĩ, Bão Mùa Hè, Khi Người Quay Lưng và nhiều bộ phim khác. Các bài hát đã trình bày: Áo Cưới Không Màu, Xóa Tên Người Tình, Lời Nói Dối Muộn Màng, Đêm Nguyện Cầu, Ước Hẹn Chiều Đông. Nhóm nhạc đã tham gia Nhóm Sắc Màu. Năm 2003, Minh Thư được hãng phim Giải Phóng đề cử làm đại diện ở liên hoan phim tổ chức tại thành phố Nanterre của Pháp từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2003. Tối ngày 5 tháng 11 năm 2016, Gái Nhảy Minh Thư và Midu cùng lên những bộ cánh lộng lẫy xuất hiện khá sớm tại thảm đỏ bế mạc liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4. Cả hai đã có những khoảnh khắc đỏ sắc trên thảm đỏ khiến nhiều người phải trầm trồ. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.